Ai bây giờ mình đo nó đường Trương Dương các bạn. Bây giờ mình sẽ quay đường Trương Dương cho bạn xem. Thì hôm nay mình không đi xe máy nữa. Hôm nay thì mình sẽ đi bộ thôi. Nó sẽ có một trải nghiệm khác. Đó, đây là mình đang ở đường Trương Dương và mình mới đây các bạn. Đây là đường Võ Văn Ngân này. Thì mình vẽ vào đây là đường Trương Dương nha. Hôm nay là ngày 8 tháng 3 thì nó đang trong cái đợt dịch bệnh cho nên là dân đi cũng ít hơn thôi, nhưng mà nó vẫn thấy đông, mình vẫn thấy đông. Đây là công an phường Linh Chiểu này, chỗ này là xây dựng như là chưa có đi vào hoạt động nha. Ở đây sẽ có những quán ăn nha các bạn. Đó, đây là chỗ quán ốc này. Ở đây là rất là nhiều tiệm bán đồ ăn luôn, tại vì nó gần trường cao đẳng nghề thuật các bạn, rồi đường Đại học Ngân hàng nữa. Đoạn này rất là nhiều trường đại học. Đó, đây là cổng của trường cao đẳng nghề các bạn, đây là sau. Cổng trước của trường này nó ở trên đường Võ Văn Ngân nha. Dịch mà vẫn đang còn đây là quán cà phê Napoli nè. Đó thì đường Trương Dương thì mình hay rẽ trái, nó phải là đường Trương Dương nha. Nó bị quẹo lên tí, nó không có thẳng những cái đường bình thường.
Mình sẽ đi thẳng ra, nó sẽ được một đường cao bằng căn nha các bạn.
Rồi như vậy đã thấy được chương trình nha các bạn. Hẹn các bạn ở video tiếp theo nha.